Sáng nay, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đến dự và chỉ đạo tại hội nghị. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa chủ trì tại điểm cầu Long An. Năm 2023, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng ngành y tế nỗ lực thực hiện vượt 3 trên 3 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu được Quốc hội giao năm 2023, thực hiện đạt và vượt 7 trên 9 chỉ tiêu cụ thể ngành, lĩnh vực được Chính phủ giao. Đại dịch COVID-19 được kiểm soát, điều chỉnh từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang nhóm B từ 20 tháng 10 2023. Các dịch bệnh truyền nhiễm khác được kiểm soát tốt, không để xảy ra dịch chồng dịch, đẩy mạnh phòng chống bệnh không lây nhiễm. Tuy nhiên, tình trạng thiếu thuốc, vật tư thiết bị y tế vẫn diễn ra cục bộ tại một số địa phương, cơ sở y tế. Tình trạng quá tải các bệnh viện tuyến trung ương và một số tỉnh thành chưa được khắc phục triệt để. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, cả nước phải tăng tốc và bứt phá. Theo đó, ngành y tế cần bám sát và thực hiện nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, ngành y tế phải tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, hoàn thành cơ chế cung ứng dự trữ, mua sắm thuốc đặc thù, kịp thời giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh, tăng cường khả năng phân tích, dự báo, bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, nâng cao chất lượng y tế cơ sở, mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế, tiến tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.